Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là Pháp Luân Đại Pháp hay là Pháp Luân Công. Phương Thanh mời quý vị vào website phaolundafa.org để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn, hoặc quý vị có thể bấm YouTube với chủ đề những người tu luyện Pháp Luân Công đã đạt được kết quả thế nào về thân lẫn tâm của họ. Và nếu quý vị còn thắc mắc gì nữa, xin liên lạc với Andy số điện thoại 714-401-7373, 714-401-7373. Và tiếp đến, Phương Thanh mời quý vị ủng hộ cho báo Epoch Times tiếng Việt. Đây là một tờ báo rất có uy tín, phục vụ tận tâm và nên là phục vụ độc giả với đầy đủ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Phương Thanh mời quý vị gọi cho cô Thảo số điện thoại 714-450-0212, 714-450-0212 để ủng hộ tờ báo này. Và tiếp nối chương trình, Phương Thanh mời quý vị coi một đoạn video với chủ đề Người dân Ukraine cảm thấy ấm lòng trong cơn hoạn nạn. Đoạn video này do Epoch Times tiếng Việt thực hiện. Mời quý vị cùng coi. Nhận được sự giúp đỡ nồng ấm từ những tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới, những người tị nạn Ukraine cảm thấy được an ủi bởi sự ấm áp của mọi người dành cho họ. Epoch Times xin gửi tới quý vị những video ghi nhận tại hiện trường, tại những điểm trợ giúp người dân Ukraine. Người dân Ukraine cảm thấy ấm lòng trong hoạn nạn. Các tình nguyện viên ở Ba Lan đang giúp cung cấp thực phẩm, quần áo cho người dân Ukraine. Họ cũng bắt đầu viện trợ nhân đạo cho các thành phố của Ukraine. Phóng viên của NTD, kênh truyền thông có liên kết với Epoch Times đã trò chuyện với những tình nguyện viên này. Xin chào, anh có nói được tiếng Nga không? Tôi là người Ukraine, nói được tiếng Nga. Chúng tôi là một tổ chức tình nguyện. Chúng tôi đã gặp nhau ở đây cách một tuần rưỡi khi cuộc chiến bắt đầu để giúp đỡ mọi người, bởi vì mọi người đều bị đói và khi mọi người tới đây họ cũng bị lạnh. Đầu tiên chúng tôi trao cho họ thức ăn và quần áo ấm. Ở đây có các tình nguyện viên người Ukraine, người Ba Lan, người Belarus và người Nga. Từ đó thành một phong trào. Chúng tôi bây giờ được coi là nhóm trợ giúp tiền tuyến cho Ukraine. Chúng tôi giúp mọi người có thức ăn. Chúng tôi có thức ăn nóng và đồ vệ sinh cá nhân. Một tuần trước, chúng tôi đã bắt đầu các hoạt động nhân đạo để giúp đỡ các thành phố Ukraine cần trợ giúp khẩn cấp như Sumy, Chernihiv, Mykolaiv. Từ Kharkiv, chúng tôi nhận được các thông tin rằng người dân ở đó chỉ đơn giản là đang chết đói. Họ ngồi trong những căn hầm và gọi cho chúng tôi, nói rằng họ không thể ra ngoài dưới làn đạn pháo này, họ không có gì để ăn. Chúng tôi gửi men vì họ chỉ còn một ít bột mì để họ có thể trộn với bột mì và nước. Họ làm bánh mì khi họ có thể, để có gì đó mà ăn. Còn có đứa trẻ mắc bệnh di truyền ở Chernihiv, không thể sống thiếu thuốc, và giờ thì nguồn cung ứng thuốc không còn nữa. Không có những loại thuốc đó thì đứa trẻ ấy sẽ chỉ sống được vài ngày. Vì chúng tôi có thể tìm thấy ở đây những người dám mạo hiểm mạng sống để giúp đỡ, mạo hiểm mạng sống để đến những căn hầm trú ẩn, để tìm những gia đình đó, mang thuốc đến cho họ. Chúng tôi cũng giúp di tản những người không thể tự mình di tản từ Ukraine, các gia đình có trẻ nhỏ, trẻ ốm đau bệnh tật, bất cứ điều gì chúng tôi có thể giúp, chúng tôi sẽ giúp. Chúng tôi đã giúp 2.000 người tới đây. Chúng tôi đang cố gắng, trước hết là cung cấp đồ tiếp tế cho Ukraine ở những nơi cần giúp đỡ nhất. Chúng tôi cũng cung cấp các phương tiện đi lại cho những người lính, bởi mọi thứ đều trở nên rất tồi tệ ở đó. Cả ở tiền tuyến cũng vậy, đặc biệt là trong lực lượng phòng thủ chống khủng bố. Chúng tôi vừa nói chuyện với một phụ nữ, em gái cô ấy ở Bovary. Cô ấy thuộc tiểu đoàn phòng thủ chống khủng bố. Cô ấy 30 tuổi, chỉ có một khẩu súng trường, ngoài ra không có áo chống đạn, không có mũ bảo hiểm. Chúng tôi không giúp được những thứ đồ như vậy, nhưng ví dụ nếu họ không có chiếu, túi ngủ, áo ấm, họ không có ủng, đồ sơ cứu hoặc đơn giản là các băng quấn, những thứ cơ bản, thì chúng tôi thu thập những thứ đó và gửi cho họ. Chúng tôi gửi 2 đến 3 xe kéo, xe tải. Mỗi ngày chúng tôi có thể giúp đỡ 28 địa điểm ở Ukraine. Ở đây anh nhận được sự giúp đỡ như thế nào? Hầu hết bắt đầu từ những người đơn giản là muốn giúp đỡ, những người bình thường, những người dân Ba Lan bình thường. Tôi sống ở đây 14 năm rồi. Tôi tới từ Ukraine, từ Ternopil. Và mọi người dân Ba Lan ở đây chỉ là tự họ tổ chức lại, họ tự kết nối với nhau để giúp người Ukraine.
Tôi và vợ tôi không hề kỳ vọng tập hợp làm được mọi thứ ngay từ đầu. Ngày đầu tiên hỏa tiễn bắn vào Ukraine, chúng tôi đã tổ chức một điểm thu lượm gần nhà, bắt đầu thu thập các thứ. Chúng tôi nghĩ người ta chỉ mang một vài hộp đến đây, nhưng hóa ra cả khu phố, tất cả mọi người ở các khu lân cận, chở mọi thứ đến bằng xe ô tô, trẻ em thì mang theo đồ chơi, quần áo, mọi thứ, bởi chúng tôi nghe nói rằng mọi người đang tới biên giới và bị lạnh. People were coming to the border and being cold, and we started first bringing these things to the border, and then we came here. Đầu tiên chúng tôi mang những thứ này tới biên giới. Sau đó chúng tôi tới đây. Chúng tôi nghe thấy vào ngày thứ hai của cuộc chiến rằng mọi người rất cần giúp đỡ. Sau đó nó phát triển lên từ Ukraine, người dân Ba Lan tới đây làm tình nguyện. Giờ chúng tôi đã có 130 người rồi. Chúng tôi đang thay ca cho nhau. Nhưng ban đầu chúng tôi chỉ là những người dân bình thường. Chúng tôi bắt đầu lập ra toàn bộ những thứ này, và ngay từ đầu họ đã cố gắng giải tán chúng tôi. Ở đây có một vài công ty tư nhân đang làm việc này, và ngay từ đầu họ đã cố gắng phân tán người chúng tôi, nhưng chúng tôi đã trụ vững, nên họ đã hiểu được điều chúng tôi đang làm, và rất nhiều công ty bắt đầu mang đồ tới cho chúng tôi, các nhà hàng mang đồ ăn, các cửa hàng thực phẩm cung cấp thực phẩm, cả các chính phủ địa phương cũng tham gia, nên dần dần những bưu kiện mà chúng tôi gửi tới Ukraine đã được lấp đầy. These parcels that we sent to Ukraine turned into full pallets. Có nhiều điểm hỗ trợ khác nhau không? Points of support. Đây là điểm chính, nhưng có vô số điểm khắp nơi theo suýt các... Nhưng điểm chính là ở một trạm xe bus. Có một điểm ở ga xe lửa, nhưng họ không có nhiều tình nguyện viên. Do đó, ví dụ ở một trung tâm họ bị quá tải. Vài ngày trước chúng tôi được mời tới một cuộc thảo luận bởi nhà ga xe lửa ở trung tâm bị suy sụp vì quá tải. Và tôi muốn mô tả tình huống từ góc nhìn của một người tình nguyện, bởi chính phủ không thực sự giúp đỡ được chúng tôi, nên thành thật mà nói, điều họ làm mang tính chất can thiệp nhiều hơn. Lực lượng chính là những người dân thường, các tình nguyện viên, những người đã hợp tác rất tốt cùng nhau. Trên các ga xe lửa, chỉ có vài tình nguyện viên, không có phong trào tự tổ chức như vậy, nên họ đã tan rã. Mọi người ngủ trên mặt đất, có các phòng vệ sinh cần phải trả tiền, không có ai phân phát thực phẩm, nên buổi tối chúng tôi tới đó để phân phát thực phẩm mà chúng tôi có dư ra, bởi vì chúng tôi có nhiều cơ hội hơn ở đây, vì có nhiều người hơn mang đồ tới cho chúng tôi. Nhưng ngoài các ga xe lửa lớn thì còn có các địa điểm ở Warsaw, Ochota, Mariinsky. Còn có một ga xe lửa gần Warsaw. Khi mọi người tới đây, họ ổn định ở đó. Có những điểm cơ sở vật chất lớn hơn nên họ có thể có nhiều thứ để giúp đỡ. Họ cũng cung cấp thực phẩm và nhiều thứ ở đó. Không có nhiều đồ ăn như vậy, nhưng có nhiều tình nguyện viên, nên điểm đó có thể chào đón và giúp đỡ một số lượng lớn người tới. Nhưng chúng tôi là điểm lớn nhất. Hôm nay có bao nhiêu người tới? Hàng ngàn người, cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đã có một số liên hệ. Các tình nguyện viên nữ đã có một số liên hệ với các nhà ga xe lửa, nên họ sẽ nhận được các tin nhắn như là tin thông báo có xe lửa đang tới. Nên là có hàng trăm người tới bằng xe lửa. Sau đó mọi người đến bằng cả xe bus nữa. 4-5 chiếc xe bus một lúc. Có đêm có tới 15 chiếc xe cùng một lúc, và ban ngày thì xe đến liên tục. Anh hãy xem lưu lượng ở đây một lát. Ở đây không có khái niệm dừng. Nếu anh ra ngoài sảnh chính, anh sẽ thấy những hoạt động này không ngừng nghỉ, không phải hàng trăm, mà hàng ngàn người mỗi ngày. Hôm nay chúng tôi ở đây cùng với Para xem một món thức ăn. Nào Para, anh có thể cho chúng tôi biết anh đang làm gì ở đây không? Chúng tôi chia sẻ một ít thức ăn, bởi điều mọi người thực sự thiếu là tình thương. Và thức ăn giống như tình thương vậy. Và thực ra các tình nguyện viên chúng tôi đều không chuyên. Họ tới đây từ Pháp và các nước khác, và tất cả đều làm việc này để thể hiện lòng bác ái. Đó là điều mọi người trên thế giới này cần, một chút lòng bác ái. Vậy anh từ đâu đến? Trông anh không giống người Ba Lan. Tôi là người Ireland. Điều gì mang anh tới đây? Đó là điều mà chúng tôi làm. Hàng ngày chúng tôi vẫn mang thức ăn cho người vô gia cư ở London, và chúng tôi trò chuyện. Chúng tôi đến đây để đi nghỉ, dù bỏ lỡ mất thời tiết tốt. Anh ở đây bao lâu rồi? Khoảng 4-5 ngày. Anh thấy có bao nhiêu người tới đây? Thường có khoảng 8 hoặc 9 chuyến tàu mỗi ngày, và có khoảng 400-500 người trên mỗi chuyến tàu, vì vậy khá ít. Nhưng chương trình thay đổi theo ngày. Và như anh nói hôm qua, chỗ này đã đầy người. Vâng, đây là lần thứ hai chúng tôi nấu trong ngày hôm nay. Vậy nên, người có giảm đi đôi chút. Ôi, mùi thơm quá. Thức ăn chay đấy. Thức ăn thuần chay. Nó rất tốt cho sức khỏe.
và nó sẽ khiến tâm tình của mọi người ấm áp hơn trong thời tiết lạnh giá như ngày hôm nay. Chà chà, đã tới lúc chúng tôi phải mua thức ăn rồi. Ồ, món này trông ngon quá. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tới đây và giúp đỡ mọi người, những người tị nạn đến từ Ukraine. Cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều. Anh Kieran Murphy là một cựu quân nhân người Anh. Anh đã rời khỏi nhà và xa đứa con trai nhỏ để giúp đỡ người tị nạn Ukraine. Hàng ngày anh đi qua biên giới 6 lần để chuyển thức ăn, nước uống cho những người nào cần. Anh đã chia sẻ câu chuyện của mình với phóng viên của đài truyền hình Tân Đường Nhân, chi nhánh của Epoch Times. Tôi đến đây để cố gắng giúp người vừa vượt biên. Tôi là một cựu quân nhân. Tôi đến đây từ Anh và tôi đến để trợ giúp bằng mọi cách có thể. Lúc đầu tôi muốn tới giúp quân đội Ukraine, nhưng chuyện này không hề đơn giản. Nếu quý vị muốn đến giúp đỡ, có lẽ quý vị phải ở một thời gian dài. Con trai tôi mới 11 tuổi, vì vậy xa nó 6 tháng là quá lâu. 4 tháng, 3 tháng thì còn có thể, nhưng không phải là tới tận 6 tháng. Vậy nên tôi gia nhập đội cứu trợ nhân đạo này. Chúng tôi làm việc mỗi ngày. Chúng tôi vừa mua một chiếc xe, vì vấn đề là quý vị không thể tự mình vượt qua biên giới với những phương tiện mà anh vừa thấy đấy. Đó là vấn đề. Chúng tôi phải vượt qua vấn đề này nên chúng tôi đã mua xe. Chúng tôi có vài người bạn Ukraine. Chúng tôi đã mua xe của Ukraine để có thể chạy tới chạy lui. Và giờ thì việc chúng tôi làm là đi qua biên giới, sắp xếp các nhóm làm việc. Và cuối cùng là tiếp nhận các nguồn cung cấp, sau đó chất đầy xe. Khi xe đầy, chúng tôi có thể ngủ một chút. Sau đó ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy. Giờ chúng tôi sẽ đi siêu thị, mua sô-cô-la, mọi thứ. Mọi người có tiền, anh thấy không? Họ không cần quần áo, giày dép. Họ cần những thanh sô-cô-la để sống qua ngày cho cuộc hành trình từ Lviv đến đây. Đó là điều chúng tôi đang làm. Anh đã đi qua biên giới bao nhiêu lần rồi? Nhiều lắm. Trên hộ chiếu có ghi đây, khoảng 6 lần mỗi ngày. 6 lần cơ à? Vâng, hai trang này điền thông tin đây. Anh có thể xem. Vâng, tốt lắm. Để anh có thể mang thức ăn tới, phải không? Vâng, rất tốt. Nhưng không phải ai cũng làm được điều này, bởi công việc này cần được quản lý. Đây là việc đi qua lại ở một cửa khẩu biên giới, chứ không phải chuyện chúng ta đến một siêu thị Tesco. Vì thế chúng ta phải rất tôn trọng. Vâng, tôi hiểu đây là một tình huống khó khăn. Cảm ơn các anh đã tới đây. Hẹn gặp lại các anh. Ba gia đình đã thoát khỏi Ukraine vào Ba Lan. Đài truyền hình Tân Đường Nhân chi nhánh của hãng thông tấn Epoch Times đã nói chuyện với người tị nạn để tìm hiểu về hoàn cảnh của họ. Này, hey, cháu tên gì? Cháu tên Rostik. Rostik. And what are you cháu drinking? Cháu đang uống gì đó? Cháu đang uống sô-cô-la nóng. Where are you guys chào các from? Bạn, đến từ đâu vậy? We're chúng tôi đến từ Vonesen, một khu vực It's của tỉnh Mykolaiv. Is it quiet? Ở đó có yên ắng không? Well, vâng, đó đây có chút yên ắng, nhưng không có nhiều trẻ em ở đó. Các bạn là một đại gia đình à? No, không, chúng tôi là bằng hữu. Có ba gia đình. And các bạn cùng nhau rời khỏi Ukraine à? Vậy những người chồng đâu? Họ đâu rồi? Họ ở nhà để bảo vệ quê hương của chúng tôi. Our homeland. I can tôi thấy bạn mỉm cười. Chuyến đi của bạn thế nào? How was your trip? We became chúng tôi vui here. Khi đến đây. Everybody's được so mọi người chào đón, nhưng chuyến đi khá vất vả. Chúng tôi tới đây được mời cà phê này, sô-cô-la nóng này. Bạn định đi đâu xa hơn không? Ồ, một số người sẽ ở lại đây, chuyện này còn tùy. Bạn không chắc mình sẽ đi đâu à? Ồ, càng xa càng tốt. Con cháu định đi đâu? Cháu sẽ đến Israel. Cháu đi cùng ai? Cháu sẽ đi cùng bố mẹ cháu. Và thưa quý vị, đoạn video vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mời quý vị bấm vào nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an và xin kính chào tạm biệt quý vị.